Cứu, cứu ta. Thật đáng đời. Cuối cùng cô đã bắt đầu rồi sao? Dáng vẻ này cũng thật thê thảm. Cầu, cầu xin ngươi, ban chết cho ta, ban chết cho ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết nhanh như thế đâu. Đừng sợ, ta sẽ để ngươi sống lâu hơn một chút. Không kịp, yêu nữa ngươi, ngươi là ma quỷ. Ma quỷ, thật sự là hai tiểu quỷ tàn nhẫn. Làm chuyện gì cũng phải biết dừng lại lúc thích hợp. Hay là hôm nay nỡ mặt ta tha cho hắn thế nào? Đã, mau đi đi. Hôm nay coi như ngươi được hời. Uy áp mạnh quá. Ngươi là ai? Vương bên này không thuộc về ngươi, mau trả lại đây. Lão phu còn có thể tha mạng cho ngươi. Ta là đệ tam tiên của Chu Tiên quần đảo. Quả nhiên không đơn giản, mặc dù khoảng cách quá xa, uy áp của ta cũng rất yếu. Nhưng võ quân bình thường cũng không thể nào chống đỡ được. Muốn lấy lại bình vương, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Còn có thể cứu. Trong động huyệt có nước mà không có băng, đây chính là lối vào của phần thiên thánh giáo thật sự sao? Chúng không đuổi theo nữa, vào trước đã. Sở phòng này thật sự không đơn giản. Hàng băng sát trận này ta đã xông vào bao nhiêu lần nhưng vẫn luôn không tìm được lối vào. Không ngờ được lần này lại thật sự tìm được lối vào. Tên này nắm được thủ đoạn phi phạm, buộc phải bắt sống mới được. Đa tạ đại trưởng lão đã ra tay tương trợ, vạn bối nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình. Vạn bối nhất định sẽ toàn tâm toàn lực cống hiến sức lực cho Tu Tiên quần đảo. Nếu như thật sự là cảm kích ta thì ngày sau trung thành với Chu Tiên quần đảo ta là được. Đại nhân, nơi này chính là lối vào của phòng thiên thanh giáo sao? Đúng thế, hàng băng sát trận này rất không đơn giản. Cũng nhờ vào sở phòng chúng ta mới có thể đến được đây. Nghe nói thân phận sư tôn của hắn rất thần bí, không những có liên quan đến tàn giả ma tông mà còn có liên quan đến phần thiên thanh giáo. Người chắc đã từng nghe nói đến hắn có quan hệ không tầm thường với Thu Thủy Đạo Cô ở Uyên Ương Đài. Chúng ta nghi ngờ Thu Thủy Đạo Cô đó chính là thánh nữ của phần thiên thanh giáo. Mà quan hệ giữa hai người bọn họ lại mật thiết như vậy thì tự nhiên sẽ có quan hệ mật thiết với phần thiên thanh giáo thôi. Thì ra là thế. Hơn nữa ta phát hiện hắn cũng không hề biết được lối vào thật sự ở đâu, chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù để tìm kiếm lối vào. Hắn cũng thật lợi hại, hơn nữa trên người của hắn thật sự còn có bí kỹ vô thượng, bản thân hắn chính là kho báu khổng lồ. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải xuống dưới bắt hắn sao? Đề nhiều. Có điều bộ dạng của người hiện tại như thế này thì thôi đi. Xem ra nơi cô này sắp đổi tên thành Chu Tiên quần đảo rồi. Người yên tâm về đi, ta đã lệnh cho người đến Thạch Kiếm Tông của người. Sau này Thạch Kiếm Tông có được sự bảo hộ của Chu Tiên quần đảo. Đa tạ đại nhân. Thạch Kinh Thiên đó nói không sai, hắn quả thật là một kho báu. Nhưng bây giờ chờ đợi ta. Không chỉ là một kho báu mà là hai. Sở phòng ơi sở phòng, ngươi thật sự đã giúp ta một chuyện lớn rồi. Không ngờ được bên trong còn có càn khôn. Ta xem. Ngờ nói tất cả mọi thứ ở đây rốt cuộc là thật hay giả? Nhưng hoa lá cây cỏ cùng với những kiến trúc kia đều là thật. Trời xanh mây trắng và mặt trời thì lại là giả. Đây là không gian mà có giới sư lợi hại nào đã tạo ra. Đảng, ngươi mau nhìn bên kia. Nơi đó có đồ tốt đấy, Sở Phong, mau qua đó xem đi. Lần này phát tài rồi, xung quanh toàn là dược thảo trân quý. Không ngờ được phần thiên thánh giáo này lại là tài sản lớn như vậy. Có điều, bây giờ quan trọng nhất chính là long tượng thánh dược này. Cũng coi như có được rồi. Không biết để tâm tiền đó lúc nào mới đến chỗ này. Thời gian cấp bách chỉ có thể ưu tiên tìm kiếm thảo dược trần quý nhất. Tìm thấy rồi, dáng vẻ cũng bình thường quá, giống như là cây cỏ khác vậy. Mọc chân ra. Wow, chạy cũng nhanh thật, thật không hổ là dược vương ở đây. Chạy đi đâu? Độn thổ, ta cũng biết. Sát ý khủng bố quá, dưới đất này có thứ gì đó. Dưới đất, vậy mà là có một sát trận. Với thực lực hiện giờ của ta, bởi sát trận này giết chết cũng chỉ là cần thời gian trong chớp mắt. Sở Phong, nơi này lại là sát trận, cũng lại là một nơi có thảo dược hiếm có
đầy núi, ngươi có thấy hợp lý không? Quả thật không hợp lẽ thường. Bay lên trên cùng ta, dùng thiên nhãn quan sát tỉ mỉ một phen xem. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Sát trận này được người khác cả tạo thành một trận nhãn bảo hộ. Ở nơi nào đó trong ngọn núi này có dấu dị vật thiên địa. Hơn nữa, dị vật này chi ít cũng đã thai nghén mấy nghìn năm rồi. Nó nhờ sát trận đã từng được có người cải tạo, chứng tỏ phần thiện thánh giáo sớm đã bị phát hiện ra dị vật rồi. Tại sao lúc đầu, lúc bọn họ rời đi lại không mang theo chứ? Ta cũng không nghĩ ra được là tại sao. Ta cảm thấy dị vật thiên địa này có khả năng sẽ giúp ta đạt được võ quân cảnh, nhưng không phá sát trận đó, người không thể nào tìm được dị bảo thiên địa. Thật ra ta lại có một kế có thể khiến cho ta có được dị bảo thiên địa. Người muốn lợi dụng đệ tam thiên. Ta có thiên nhãn, đại khái có thể tìm ra nơi cất giấu dị bảo thiên địa rồi. Chỉ là trận nhãn bảo vệ vẫn chưa bị phá, ta không vào được. Có điều có người có thể vào được. Đồng thể. Chỉ có điều người này có thực lực quá mạnh, lại tinh thông thuộc cơ giới. Nếu đã muốn lợi dụng hắn thì cũng phải chuẩn một chút, nếu không người xui xẻo sẽ là ta. Tìm được rồi. Đã nghe nói trong phần thiên thánh giáo có trồng một lượng lớn thảo dược quý hiếm, vì thế ta đoán bây giờ có nhiều thảo dược chưa bị người khác hái như vậy. Đã có thể thấy là ông trời đã chuẩn bị cho ta. Khí tức các loại ở nơi này nồng đậm nhất chắc chắn là có dược vương thông linh âm thầm sinh trưởng ở dưới đất. Mắc câu rồi. Thú vị, phần thiên thánh giáo lại lưu lại sát trận như thế này ở đây là vì để bảo vệ sự sinh sôi của dược vương có linh tính sao? Sát trận này quả thật có thể trận được rất nhiều người. Đáng tiếc lại không chặn được ta. Mỗi một gốc dược thảo ở đây đều là của ta, một cây cũng đừng hòng chạy. Hỏa diễm chỉ phần thiên thanh giáo mới có, quả nhiên là sản vật mà phần thiên thanh giáo để lại. Cộng được, để cho bán thành vương binh của bốn thiên lĩnh giáo. Thật là có phần thiên thanh giáo. Vẫn còn có người ở đây. La giả bất thiện, nợ tử này đa phần chắc cũng là nhằm vào ngọn núi đầy thảo dược đó.